Thưa quý vị, câu chuyện buổi sáng ngày hôm nay chúng tôi muốn nói về du lịch của Hà Nội. Năm vừa qua thì Hà Nội có biết bao thay đổi, bộ máy lãnh đạo với nhiều quyết sách mới đã dần tạo ra sự thay đổi cho bức tranh du lịch thủ đô. Mà gần đây nhất thì có lẽ chính là phát biểu của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung trong hội nghị gặp mặt đối thoại doanh nghiệp diễn ra vào cuối tháng 11. Đó là Hà Nội sẽ chi 2 triệu đô la Mỹ, tức là gần 44 tỷ đồng để quảng bá trên kênh truyền hình CNN của Mỹ từ ngày 1 tháng 1 năm 2017 cho đến ngày 31 tháng 12 năm 2018. Vâng, giữa thời đại bùng nổ công nghệ thông tin, truyền thông phát triển như hiện nay thì tất cả mọi người đều đồng ý rằng đã qua thời hữu xạ tự nhiên hương. Ngày nay thì cái đẹp nếu được quảng bá sẽ có sức lan tỏa đến toàn cầu. Một ví dụ nho nhỏ như là bộ phim Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh không chỉ làm ra một hiện tượng trong lĩnh vực điện ảnh mà còn góp một phần lan tỏa hình ảnh của mảnh đất Phú Yên tươi đẹp nên thơ. Phú Yên thì có tour du lịch là Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh, rất là thu hút khách từ đó. Và trở lại với cái câu chuyện của con số 2 triệu đô la Mỹ và CNN. Những người làm trong lĩnh vực du lịch thì đều vui mừng vì Hà Nội lại có thêm một cú hích để phát triển. Bởi vì năm qua thì cũng có thể coi là năm hình ảnh du lịch Hà Nội xuất hiện bùng nổ trên truyền thông quốc tế. Hiệu quả thì chưa ai đo đếm được bằng con số, nhưng mà nó cũng đã cho thấy một số tín hiệu tốt cho du lịch. Năm 2016, ghi dấu hình ảnh du lịch Hà Nội xuất hiện nhiều trên truyền thông quốc tế. Tháng 9, phát sóng trên CNN, chương trình văn hóa ẩm thực của đầu bếp Anthony Bourdain ghi hình ảnh Tổng thống Obama sử dụng đũa rất thành thục, vừa ăn bún chả, vừa không ngớt lời khen ngợi món ăn này tại Việt Nam. Tháng 10, thêm một loạt những hình ảnh món ăn tại phố cổ Hà Nội lên sóng kênh truyền hình của Mỹ. Trang Telegraph của Anh đã xếp Hà Nội đứng đầu trong bảng xếp hạng các thành phố có nền ẩm thực ấn tượng nhất thế giới. TripAdvisor, trang web du lịch nổi tiếng, đã chọn Hà Nội là thành phố du lịch rẻ nhất thế giới. Và quả thực, những điều đó đã góp phần làm hình ảnh Hà Nội thay đổi trong con mắt bạn bè quốc tế. Tôi biết đến Hà Nội thông qua các trang web về du lịch. Ở trên đó, mọi người thường có ý kiến phản hồi về nơi nào tốt hay nên đi, vì vậy tôi chọn đến đây. Ở đây, việc tra cứu, hỏi thông tin rất tiện lợi, dịch vụ rất tốt khiến khách du lịch cảm thấy thoải mái. Chúng tôi đến từ tối hôm qua và dịch vụ ở khách sạn rất tốt, cũng chưa ăn uống được nhiều ở nhà hàng, nhưng thái độ của mọi người rất là thân thiện. Năm 2016, vẫn chưa có con số thống kê cụ thể cho thấy sự tác động của truyền thông quốc tế đến lượng khách du lịch tại Hà Nội. Song những thay đổi của du lịch thủ đô không khó để nhận thấy, nhất là từ quyết định chi 2 triệu đô la Mỹ của thủ đô cho việc quảng bá hình ảnh trên CNN. Những người làm du lịch đều coi đây là cú hích sẽ tạo nên sự thay đổi. Đã lâu lắm rồi, trước đây chúng ta cũng đã tổ chức thời tập cuộc du lịch, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch cũng đã chi phí rất là nhiều tiền cho cái việc quảng bá, nhưng cái chi phí đó chưa đủ. Mà lần đầu tiên một sở du lịch và một ủy ban nhân dân thành phố quyết định chi một số tiền không nhỏ để quảng bá cho du lịch trên cái thông tin quốc tế, thì đối với chúng tôi là một cảm thấy là rất là hoan nghênh và rất là ủng hộ với cái chủ trương này. Tôi rất vui mừng với bất cứ hình thức nào để quảng bá cho Hà Nội như là một điểm đến du lịch, cũng như bất cứ một thành phố hay một địa điểm nào khác ở Việt Nam được quảng bá cho du lịch. Bởi vì du lịch như bạn biết là một ngành kinh tế không khói và sẽ mang lại không chỉ là nhiều việc làm mà còn mang lại một sự phát triển rất bền vững. Và chỉ cần nhìn lại những gì thủ đô đang có, tất cả mọi người đều thấy Hà Nội có vô vàn những tiềm năng, những chất liệu phục vụ việc quảng bá này. Việc còn lại là chúng ta sẽ làm như thế nào? Nên giới thiệu Hà Nội như là một cái thành phố hòa bình, một cái điểm đến yên bình, một cái thành phố hiếu khách đối với du khách. Thứ hai là chúng ta nên giới thiệu về Hà Nội như một cái trung tâm giao thoa văn hóa thế giới. Và cái thứ ba nữa là chúng tôi cũng nghĩ rằng là chúng nên giới thiệu Hà Nội là một cái thành phố ẩm thực. CNN thì phát trên toàn thế giới và bây giờ bất cứ nước nào chúng ta cũng tìm thấy rất là nhiều người nói tiếng Anh, hoặc là các kênh CNN bằng các thứ tiếng khác vân vân, thì rất là nhiều quốc gia và rất là nhiều thị trường khách có thể tiếp cận. Thế nhưng mà Hà Nội hấp dẫn với những thị trường khách như thế nào, và chúng ta muốn Hà Nội tiếp cận được với những thị trường khách như thế nào, thì việc đấy cho đến nay quả thực là còn rất gian trải. Từ trước đến nay, Việt Nam vẫn được đánh giá là chi tiêu quá khiêm tốn cho việc quảng bá du lịch. Theo Tổng cục Du lịch Việt Nam, ngân sách quảng bá du lịch hàng năm của chúng ta chỉ ở mức 2 triệu đô la Mỹ, chỉ bằng 2,9% ngân sách chi cho quảng bá du lịch của Thái Lan,
2,5% của Singapore và bằng 1,9% chi phí mà Malaysia đã bỏ ra. Việc Hà Nội bỏ ra 2 triệu đô la Mỹ trong 2 năm, tức 1 triệu đô la Mỹ cho 1 năm, cho chỉ riêng Hà Nội, dù không phải chỉ cho riêng lĩnh vực du lịch, song cũng tạo nên sự kỳ vọng góp phần thay đổi du lịch thủ đô trong tương lai. Đúng là Hà Nội không hề thiếu những cảnh sắc thiên nhiên, di tích văn hóa, công trình nghệ thuật làm chất liệu để quảng bá trên truyền thông quốc tế. Và thực tế đây cũng không phải lần đầu tiên Hà Nội có chủ trương này. Thế nhưng quý vị có bao giờ tự hỏi là chúng đã mang lại kết quả gì hay chưa? Hãy hỏi những người làm du lịch, họ sẽ là những người sẽ cho các bạn câu trả lời xác thực nhất là không đáng là bao. Vâng, chúng ta cũng chớ nhìn vào truyền thông tại nước ta và suy nghĩ đơn giản rằng có tiền và nhiều chiêu trò là có thể biến binh thành nổi tiếng, biến bình thường và thành nổi tiếng và xấu thì sẽ thành đẹp. Và câu chuyện hoàn toàn trái ngược với truyền thông quốc tế, có tiền thì chưa chắc đã làm nên chuyện. Và điều mà nhiều người lo ngại chính là chúng ta có gì để quảng bá ra truyền thông thế giới. Bởi vậy thì vui mừng, ủng hộ song cũng lo ngại băn khoăn là tâm trạng chung của những người làm du lịch tại thủ đô Hà Nội. Vâng, chúng tôi cũng muốn mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục lắng nghe ý kiến của một đại diện trong số họ. Anh Phạm Hà là CEO của Luxury Travel, một thương hiệu làm du lịch uy tín tại thủ đô. Xin chào anh Phạm Hà. Một thực tế hiện nay là ngay chính bản thân những người Hà Nội cũng chưa cảm nhận được hết những cái nét đẹp văn hóa và du lịch tại thủ đô. Anh có thấy điều đó không ạ? Chúng ta hiện tại bây giờ chúng ta đang làm theo việc là xúc tiến điểm đến. Đôi khi chúng ta lại không biết rằng là cái điểm mạnh nhất của chúng ta là cái gì. Chúng ta đang xúc tiến cái chúng ta có nhưng mà chúng ta lại chưa biết là xem nghiên cứu thị trường hay hoặc là những cái đối tượng khách hàng mục tiêu của chúng ta đang muốn cái gì, đang thích cái gì và chúng ta làm thế nào để mà đáp ứng nhu cầu của họ. Thì tôi thấy rằng đôi khi những truyền thông nước ngoài họ khai thác những câu chuyện ví dụ như bún chửi hay hoặc là ăn bún chả chẳng hạn, thì đấy là những cái ẩm thực, cái nét văn hóa rất là hay và rất tinh tế của người Hà Nội. Đôi khi chúng ta không là cái người Hà Nội thì chúng ta lại không chưa chắc đã đánh giá cao hay hoặc là chưa xem đấy là một cái sự thú vị. Như anh chia sẻ thì còn có rất là nhiều những cái vấn đề đặt ra cần chúng ta giải quyết trước khi để quảng bá hình ảnh của mình trên kênh sóng của quốc tế. Và dường như Hà Nội rất cần, cũng như là Việt Nam của chúng ta rất cần một nhạc trưởng để có thể thực sự thúc đẩy sự phát triển của du lịch trong nước. Tôi hoàn toàn đồng ý với chị là chúng ta hiện tại đang cần một cái nhạc trưởng rất là giỏi để điều tiết cái dàn nhạc. Hiện tại là nó đang đánh theo các nhịp khác nhau. Ai có tiền thì đánh, ví dụ Hà Nội có tiền thì đánh, nhưng các tỉnh khác không có tiền thì sẽ không đánh. Hay hoặc là chúng ta đánh như thế nhưng mà vẫn không có một cái chiến lược chung. Phải biết mình mạnh cái gì cái đã, rồi hãng trước tiên mà hãy xúc tiến ra nước ngoài. Mà trước khi xúc tiến ra nước ngoài thì chúng ta cần phải xúc tiến ngay cho bản thân cái người dân Việt Nam. Dường như với những cái người mà đang sinh sống ở Hà Nội, hiểu rõ về văn hóa du lịch của Hà Nội thì sẽ có một cái cảm nhận chung, đó là chớ vội vui mừng và cảm thấy hạnh phúc khi nhìn thấy hình ảnh về văn hóa du lịch của mình trên các kênh sóng của quốc tế, bởi vì nó có thể là những cái hình ảnh rất lung linh nhưng mà nó sẽ có những cái sự trái ngược đối với những hình ảnh thực tế. Bản thân cái thành phố Hà Nội đã cũng là một cái điểm đến thú vị. Tuy nhiên là điểm đến nó đẹp nhưng mà có cái gì trải nghiệm, có những gì thú vị, có những gì đổi mới. Và khi chúng ta quảng bá trên các phương tiện nước ngoài và khi khách đến thì họ có thực sự là cảm được cái điểm đến và yêu thích điểm đến hơn, chứ không phải là đến thì họ lại thấy bị ngạc nhiên vì hay hoặc là họ bị sốc vì những cái nó cái thứ nó diễn ra không giống như gì chúng ta quảng cáo hoặc quảng bá. Thì cái tôi nghĩ là cái việc chúng ta làm càng chân thực thì là càng tốt, và cái chúng ta phải chuẩn bị thật kỹ trước khi chúng ta làm trên các phương tiện truyền thông. Và như tôi nói là khách hàng đang tìm kiếm rất nhiều các trải nghiệm, thì chúng ta phải chuẩn bị những cái trải nghiệm nào cho du khách khi họ đến với thành phố Hà Nội là hấp dẫn họ, khác biệt so với thành phố khác và lưu giữ họ ở lâu hơn, và đồng thời là cái quan trọng là họ phải chi được nhiều tiền hơn cho nền kinh tế của thành phố Hà Nội. Làm du lịch rất lâu ở tại Hà Nội thì anh cảm nhận rõ được là du lịch, bức tranh du lịch của thủ đô đang tồn tại những cái vấn đề gì? Cái vấn đề lớn nhất của thành phố Hà Nội vẫn là cái gì cũ như xưa, xưa như hữu như cũ của thành phố Hà Nội. Bao nhiêu năm thành phố này cũng không có gì thay đổi mấy. Khách quay lại 10 năm trước đi với chúng tôi và quay lại 10 năm sau họ bảo có gì mới không? Hay lại vẫn lại rối nước. Thì cả một cái thành phố như này thì chúng ta cần phải có nhiều các cái điểm đến là thú vị, nhưng mà cần phải có nhiều các cái điểm đến hơn để lưu trữ khách ở lại lâu hơn. Thì tôi nghĩ là rất nhiều các vấn đề nếu như chúng ta có muốn làm hay không thôi. Thì nếu mà chúng ta coi du lịch là một điểm kinh tế nhọn
tức là kinh tế đã, rồi trước khi nó muốn nó là nhọn hay không nhọn, nhưng mà trước tiên là phải là một người kinh tế, chúng ta có những chính sách phù hợp để phát triển du lịch. Thì đấy là cái mà mong muốn của các doanh nghiệp du lịch. Cảm ơn những chia sẻ vừa rồi của anh Phạm Hà.